Sáng nay, đại diện thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cùng các đơn vị có liên quan đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho cầu truyền hình tại tỉnh Đồng Tháp kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneva và chuyến tàu tập kết 1954-2024. Theo đó, lãnh đạo thành phố Cao Lãnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, nhất là ở khu vực khuôn viên di tích lịch sử quốc gia địa điểm tập kết Tra Bắc năm 1954, trang bị nhà vệ sinh lưu động, điện, nước và các điều kiện khác đảm bảo tốt công tác hậu cần phục vụ trước, trong và sau khi sự kiện diễn ra. Chỉnh trang đô thị, thực hiện treo cờ phướng các tuyến đường chính trong nội ô thành phố. Theo đó, tối ngày 1 tháng 9 năm 2024, tại di tích lịch sử quốc gia địa điểm tập kết Tra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh, phường 6, thành phố Cao Lãnh, sẽ diễn ra cầu truyền hình kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneva và chuyến tàu tập kết năm 1954-2024. Chương trình mang tên Niềm tin và khát vọng được diễn ra vào 18 giờ ngày 1 tháng 9. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Thanh Hóa, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Đồng Tháp và các đài phát thanh truyền hình trong nước.